Đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Vừa ăn một quen thích cho nó chênh vênh. Anh ăn lúc này cãi à? Lợn này. Không, thằng này mà. Đúng rồi. Nhét đi. Nhét đi. Nuôi cho cái thằng bà tôm này kia mà. Ăn hàng cái, hai cái. Để chết à? Mẹ. Giời. Giời đâu? Đưa về một thứ trình bình phí. Nó ta tốt tiếng thì mới khác biệt. Gửi gió lời em ơi, em ơi này. Tít đã có điểm khóa mẹ cửa vào đi. Nó có vào. Ký lại dẫn em vào. Mày xa đi anh. Mẹ tí anh quên xuống đây bảo cho tao làm máy tính, làm lây khó quá. Bảo tí nó thế mà nữa. Mẹ là máy tính thích hơn. Ôi cái mặt. Mù đặc địch mẹ. Mày làm đi. Địch mẹ được làm. Thế kêu ca kéo đi. Bảo là anh Quyên mà cứ bảo là thiếu người máy tính. Mày cứ bảo ta biết chứ. Đi ăn. Đi ăn. Bảo khác. Thôi khác kệ mày. Thế bố mày càng được chơi. Ừ thì càng ngon. Thế không có tiền đi thôi. Ừ. Địch mẹ mới bắt à. Bắt đầu phải học nhiều xem mày đi làm kiểu gì. Tôi chiều anh hả? Địt mẹ chiều. Mày đi làm cả nghề đã sắp chê từ tối đi làm được. Tao giỏi. Cả nghề đéo đâu, đi học đấy. Ừ, mà đi học cả nghề ấy. Thế xong tối mày đi làm được thì địt mẹ tao cho mày thêm tiền. Ồ, mất tiền ơi, tối đi làm được muốn cho tiền. Tóc ăn rồi đi ngồi nè, cái địt ai cả. Địt mẹ đặt chỉ tiêu vào 4 tiếng. Rồi mấy em mày làm từ sau rồi tao không biết. Trời thì trời rồi nó xong nè là gì, nó không vào mọi nhà đi trời ơi này. Chú nào cơm. Chú nào nữa ngoài cơm không phải nói à. Chú nào nữa mạnh ngu đi ra mạnh ngu. Đúng rồi. Đi uống gì ai? Nước cổ trà. Cổ trà uống hết chưa? Chưa. Đi đây chú mượn. Nhiều lắm. Để đi hôm qua. Mà nó lạnh lắm. Lạnh thì biết ai thì biết là lạnh. Ra ngoài kia. Hoài đi. Thôi uống nước ngọt đấy. Được. Đi
muốn đi. Thôi, tao không khát. Không khát cái gì mẹ. Vừa xin xong rồi dạy nhớ đúng đi ơi. Trêu mà. Chịu cặp mà, kêu tôi muốn. Thế mẹ muốn đi. Không, tao không khát rồi. Vừa là mình nhắc tôi một xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn nhá. Đi làm gì đấy? Học à? Đây chú dạy anh đi. Mang cái bảng ra đây. Được, chú dạy anh ngủ lắm, đi được. Không thì thôi. Đó có phải đâu. Thì không học nữa, thì làm gì đấy? À. Chú dạy này sợ gì á? Thì hôm nay dẫn chị nào về? À. Nói luôn. Nói chị ý anh. Đâu? Xong chị xong tít thơm vào má mới chưa? Tán luôn từ lúc bé luôn. Lưới không xong đỡ mấy yêu lưới luôn nó lọc. Địch mẹ cưới anh em thì chết mình. Biết chưa? Biết chưa? Biết đây cả làm không? Đi ra ngoài chơi đi cho chú lại. Đợi. Maxi. Chúng tôi không làm ba máy à? Ừ, mẹ chỉ làm năm máy á. Còn đéo không được. Đi đi ra ngoài chơi đi. Rồi rồi, hoài đi, hoài đi. Rồi cái gì đấy? Kéo. Nhặt lên. Chị đưa ra chúng ta ra đi. Đéo. Đéo. Đi. Mà có tay có chân tự ra mà lấy. Tít nhỉ. Tít còn xúc xích không? À. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Yeah. Bảo bố kia mua đi, xong chú nấu. Cái này lại từ ba đâu. Thì chú ok. Thì cái này từ ba đâu. Cho chú Công uống đi. Cho chú Mạnh uống đi. Chú kiểu Công uống. Nó bỏ quay. Thì ra nước luôn. À, chạy lên cho chú Cường. Đi, đi chạy lên cho chú nhanh, Cường. Nhanh, nhanh, cho chú Cường. Đóng cửa vào nhé. Để vô đóng. Biết điều á. Thỏ ngủ để biết uống. Mày uống đi. Tên chui ai? Tao đéo khát. Địt mẹ. Địt mẹ khát lắm. Đâu uống lên cho địt mẹ. Mẹ uống không chê đấy. Tí mẹ ơi. Mẹ khát. Mà mẹ uống. Mẹ thích uống coca. Cái lồ lồ. Bắp gà và lồ ra. Lắm ga anh ở đéo đâu chợ uống. Đừng nghịch nó để đấy. Nó giật cho mẹ quẹt nó giật. Hay để chim vào đi xem nó có giật không.
mấy chim ra cho vào đây này, xong xong chim khỏe lắm, chim có đồng luôn. Chú, chú ơi, không có chim bị gì đấy? Chim cắt chim rồi. Tít cắt chim rồi đâu, quay ra xem đâu, xem nó hót không. Bây giờ mình sẽ tô màu xong các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tô màu xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả.